Trưa ngày 10 tháng 10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường vụ nổ mìn tại nhà bà Lê Thị Kháng, đường Hoàng Văn Thụ, huyện Đức Trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Rất may khi vụ nổ xảy ra, cả nhà bà Kháng đi vắng nên không có thương vong về người. Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, mìn tự chế được gắn ở cửa nhà bà Kháng và được nối vào hai sợi dây điện kéo ra ngoài cổng để kích nổ. Tại hiện trường, cửa sắt của căn nhà 2 tầng bị móp méo uốn cong vào bên trong. Trên tường có nhiều vết ám khói, nhiều chỗ bám đầy khói đen. Cơ quan chức năng xác định chất nổ dùng để chế tạo mìn có sức công phá yếu.